Hai, hoặc tên là bước bách. Bước bách thần, bước bách tâm, khiến cho thân tâm phiền não chẳng được giải thoát. Do đó, đây là khổ tánh bước bách. Ba, hoặc tên là biến dị, tức là biến hóa từ tốt biến thành xấu. Đó là khổ. Bốn, hoặc tên là phan duyên, tức là truy cầu khổ. Tông chỉ của Chùa Kim Sơn chúng ta là chết lạnh chẳng phan duyên. Chết lạnh tuy là khổ, song so với khổ tạo tội nghiệp, vẫn đỡ hơn. Năm, hoặc tên là tụ tức là tụ tập tội nghiệp lại với nhau. 6. Hoặc tên là trái, thống khổ giống như thân bị dao đâm. 7. Hoặc tên là y căn, khổ vì y chiếu tội căn mà sinh. 8. Hoặc tên là hư dối, vì khổ mà tạo nghiệp hư dối, vì hư dối mà chịu khổ báo. 9. Hoặc tên là ung thương xứ, ví như thân bị ung thư, sinh ghẻ lở lét chảy máu mù đó là khổ mười hoặc tên là ngu phu hành phàm phu ngu si làm gì cũng đều là tội nghiệp có tội thì có khổ đó là tên khác của mười thứ khổ tùy tên khác nhau nhưng nghĩa lý giống nhau các phật tử khổ tập thánh đế ở thế giới ta bà này hoặc tên là trói buộc hoặc tên là hoại diệt hoặc tên là ái trước nghĩa hoặc tên là vọng giác niệm hoặc tên là thú nhập hoặc tên là quyết định hoặc tên là võng, hoặc tên là hí luận, hoặc tên là tùy hành, hoặc tên là điên đảo căn. Bồ Tát văn thủ sư lợi sợ rằng, hoặc có một vài Bồ Tát nhập định chẳng chú ý nghe rằng, hoặc cho rằng pháp bốn thánh đế này quá đơn giản sớm đã biết rồi, cho nên lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, các vị biết chăng khổ tập thánh đế, ở thế giới ta bà cũng có đủ thứ tên khác nhau, nói tóm tắt cũng có 10 tên một hoặc tên là trói buộc phạm là bị tình trói bị ái buộc đều là tập hai hoặc tên là diệt hoại sự an vui mà tiêu diệt hết sự khoái lạc mà phá hoại hết thì đương nhiên là khổ ba hoặc tên là ái trước nghĩa ái mà chẳng xả bỏ lại chấp trước nó cho rằng là tốt bốn hoặc tên là vọng giác niệm tức là giác niệm lầm lẫn giác ngộ sai lầm năm hoặc tên là thú nhập nơi thú hướng phiền não giống như hãm ở trong bùn chẳng rút hai chân ra được sáu hoặc tên là quyết định quyết định có phiền não mà mình vẫn chẳng biết chẳng giác ngộ bảy hoặc tên là võng bị lưới bao vây chẳng được tự do đó giống như cá ở trong ao hồ sông biển tiêu dao tự tại bất hạnh bị mắc lưới rất nguy hiểm cho tánh mạng tám hoặc tên là hí luận chẳng phải lời chân thật mà là lời tiếu 9 hoặc tên là tùy hành, tức là tùy theo phiền não mà hành. 10 hoặc tên là điên đảo căn, tập là căn bản của điên đảo. Các Phật tử khổ diệt thánh đế ở thế giới ta bà này hoặc tên là vô tránh, hoặc tên là Đích trần, hoặc tên là tịch tĩnh, hoặc tên là vô tướng, hoặc tên là vô một, hoặc tên là vô tự tánh, hoặc tên là vô chướng ngại, hoặc tên là diệt, hoặc tên là thể chân thật, hoặc tên là trụ tự tại. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị phải biết khổ diệt thánh đế. Ở thế giới ta bà này, có đủ thứ tên khác nhau, đại khái cử ra mười tên. Một, hoặc tên là Vô Tánh, tức là chẳng có tranh luận. Hai, hoặc tên là Ly Trần, xa lìa tất cả trần lao. Ba, hoặc tên là Tịch Tĩnh, lìa phiền não, là tịch, hết khổ hoạn là tĩnh. Bốn, hoặc tên là Vô Tướng, chẳng có tất cả tướng do đó quét sạch tất cả pháp để khỏi tất cả tướng năm hoặc tên là vô một chẳng có đoạn lạc sáu hoặc tên là vô tự tánh tức là chẳng có tự tánh bảy hoặc tên là vô chướng ngại chẳng có tất cả chướng ngại gì chẳng có phiền não chướng chẳng có sở tri chướng tám hoặc tên là diệt diệt sạch tất cả phiền não chín hoặc tên là thẻ chân thật tức là bổn thể chân thật mười hoặc tên là trụ tự tánh trụ nơi tự tánh vì bổn la diệt các phật tử khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới ta bà này hoặc tên là nhất thừa hoặc tên là thú tịch hoặc tên là đạo dẫn hoặc tên là cứu kính vô phân biệt hoặc tên là bình đẳng hoặc tên là xả đạm hoặc tên là vô sở thú hoặc tên là tùy thánh ý hoặc tên là tiên nhân hành hoặc tên là thập tạng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, các vị phải biết phổ diệt đạo Thánh Đế. Ở thế giới ta bà này có đủ thứ tên khác nhau, nói sơ lược thì có 10 tên. Một hoặc tên là Nhất Thừa, tức là một thừa Pháp, trong kỳ Pháp Hoa có nói, duy nhất một Phật Thừa, chẳng có thừa nào khác, chỉ có Phật Đạo, chứ chẳng có Đạo Tu Hành nào khác hai hoặc tên là thú tịch thú hướng cảnh giới tịch tĩnh ba hoặc tên là đạo dẫn lãnh đạo dẫn chúng sinh đi đến vô phân biệt nếu đến được nơi cứu kính thì chẳng còn phân biệt bốn hoặc tên là cứu kính vô phân biệt rốt ráo chẳng còn sự phân biệt năm hoặc tên là bình đẳng chẳng có phân biệt cao thấp cạn sâu sáu hoặc tên là xả đảm xả bỏ tất cả mọi vật bảy hoặc tên là vô sở thú phải đi trên con đường tránh đại quang minh. Tám hoặc tên là tùy thánh ý, phải tùy theo con đường của bậc thánh nhân đi mà đi theo. Chín hoặc tên là tiên nhân hành, con đường tiên nhân phật hành, tức là đạo bồ đề. Mười hoặc tên là thập dạng, tức là tín giới tạm quý, văn thí huệ niệm trì biện, mười tạm. Các Phật tử thế giới ta bà này nói về bốn thánh đế có như vậy cả thảy bốn trăm ước mười ngàn danh tử tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho họ đều tiểu phục Bồ Tát Văn Thù Tư Lợi lại gọi một tiếng ca vị đệ tử của Phật ở thế giới đa bản này nói về bốn Thánh Đế có mười tên như ở trước đã nói bốn mươi biến thành bốn trăm biến thành bốn ngàn biến thành bốn vạn biến thành bốn vạn vạn cho nên có bốn trăm ước mười ngàn danh tử những danh từ đó đều tùy thuận tâm ý của chúng sinh chúng sinh nghe rồi đều bị điều phục tức cũng là thân điều phục tâm điều phục phát đại bồ đề tâm thành tựu vô thượng đạo các phật tử thế giới tà bà nói về khổ thánh đế có nhiều thứ tên khác nhau ở thế giới mật huấn hoặc tên là dinh cầu căn hoặc tên là không ra khỏi hoặc tên là gốc trói buộc hoặc tên là làm điều không nên làm hoặc tên là khắp đấu tranh, hoặc tên là phân tích tất vô lực, hoặc tên là tác sở y, hoặc tên là cực khổ, hoặc tên là táo động, hoặc tên là hình trạng vật. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng các đệ tử của Phật. Thế giới ta bà nói về danh từ khổ thánh đế có đủ thứ tên khác nhau. Ở thế giới mật huấn cũng có đủ danh từ khác nhau, nói sơ lược có 10 danh từ. Một hoặc tên là dinh cầu căn, tức là căn bản dinh cầu khổ. Đủ thứ, dùng đủ thứ phương pháp đi phan duyên, đi tìm vô minh. Vô minh tức là chẳng minh bạch, cho nên điều mạng đi truy cầu căn khổ. Hai, hoặc tên là không thoát khỏi, không muốn ra khỏi ba cõi, muốn chịu khổ ở trong nhà lửa, thế giới ta bà này. Ba hoặc tên là gốc trói buộc, bị khổ trói buộc mà chẳng được giải thoát. 4. Hoặc tên là làm điều không nên làm, không nên làm mà cứ đi làm, tức là tạo tội nghiệp, có tội nghiệp thì có khổ. 5. Hoặc tên là khắp đấu tranh, tức là người với người đấu tranh, nhà với nhà đấu tranh, nước với nước đấu tranh, đó tức là khổ. Hiện tại là thời đại mặt pháp, tức là thời đại đấu tranh kiên cố. Chúng sinh căng cường, có điều có phục, suốt ngày đến tối đấu tranh, đây là nguyên nhân gì? vì atula sinh vào nhân gian khắp nơi khuyên người bạo động nổi gió làm sóng cổ võ đấu tranh phạm là người thích đấu tranh đều là hóa thân của atula khi nào thế giới chẳng còn chiến tranh thì lúc đó mới hòa bình với nhau 6. hoặc tên là phân tích tất vô lực tức là chẳng có sức lực để phân biệt thiện hay ác bảy hoặc tên là tác sở y làm những tội ác thì lương trong sự khổ tám hoặc tên là cực khổ khổ đến cực điểm chín hoặc tên là táo động sự nóng giận rất táo bạo vô duyên vô cớ động từ gan mười hoặc tên là hình trạng vẩn có lúc tâm cảm thấy có vật ngăn trở đó là phiền não tác quái các phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới mật huấn đó hoặc tên là thuận sinh tử hoặc tên là nhiễm trước hoặc tên là thiêu đốt, hoặc tên là lưu truyền, hoặc tên là bại hoại căn, hoặc tên là tục các cõi, hoặc tên là ác hạnh, hoặc tên là ái trước, hoặc tên là nguồn bệnh, hoặc tên là phần số. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới mật vấn nói về khổ thánh đế cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói sơ lược có 10. Một hoặc tên là thuận sinh tử, tùy thuận lưu truyền sinh tử chẳng ngừng hai hoặc tên là nhiễm trước tức là nhiễm ô chấp trước ba hoặc tên là thiêu đốt giống như dùng lửa để thiêu đốt bốn hoặc tên là lưu truyền tức là lưu truyền luân hồi sinh tử không ngừng năm hoặc tên là bại hoại căn tức là bại hoại tất cả hạnh lành căn bản sáu hoặc tên là tục các cõi kế hết tục tam giới hai mươi lăm cõi do đó có câu bốn châu bốn đường ác phạm vương lục dục thiên vô tưởng ngũ na hàm tứ không và tứ thiền đó là bài cại hình dung tam giới 25 cõi bảy hoặc tên là ác hạnh làm toàn những việc ác tám hoặc tên là ái trước tham ái năm dục chấp trước năm dục chín hoặc tên là nguồn bệnh bệnh từ phiền não sinh ra nếu chẳng còn phiền não thì gốc bệnh chẳng còn nữa mười hoặc tên là phần số ai ai cũng có một phần phiền não phiền não đó số chẳng rõ ràng các phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới mật huấn hoặc tên là đệ nhất nghĩa hoặc tên là ra khỏi hoặc tên là đáng khen ngợi hoặc tên là an ủi hoặc tên là khéo hướng vào hoặc tên là điều phục hoặc tên là một phần hoặc tên là vô tội hoặc tên là địa tham hoặc tên là quyết định Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới mật huấn nói về khổ diệt thánh đế cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói sơ lược có 10 thứ tên. Một hoặc tên là đệ nhất nghĩa, tức là pháp tịch diệt, do đó có câu chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Hai hoặc tên là ra khỏi, ra khỏi bà cõi, đến cõi thường tịch quang, ba hoặc tên là đáng khen ngợi pháp diệt đó có thể khen ngợi bốn hoặc tên là an ổn bình an ổn định chẳng có đấu tranh năm hoặc tên là khéo hướng vào hướng vào bên trong nội tâm sáu hoặc tên là điều phục hay điều phục chúng sinh can cường thành chúng sinh nhu hòa cải ác hướng thiện sám hối ác nghiệp đã tạo ra trở thành chúng sinh lương thiện bảy hoặc tên là một phần phần diệt này mỗi người đều có một phần tám hoặc tên là vô tội, tội ác đều tiêu diệt sạch thì chẳng còn phiền não. Chín hoặc tên là lìa tham, để khỏi tất cả sự tham lam. Mười hoặc tên là quyết định, quyết định lìa khổ được vui, lìa khổ ba cõi, được vui niết bàn. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế, ở thế giới mật huấn đó hoặc tên là mãnh tướng, hoặc tên là thượng hạnh, hoặc tên là vượt khỏi, hoặc tên là có phương tiện hoặc tên là bình đẳng nhãn, hoặc tên là ly biên, hoặc tên là liễu ngộ, hoặc tên là nhiếp lấy, hoặc tên là tối thắng nhãn, hoặc tên là quán phương. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật nói về khổ diệt đạo thánh đế. Ở thế giới mật vấn, có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm tắt thì có 10 thứ tên một hoặc tên là mãnh tướng đại tướng dũng mãnh bách chiến bách thắng hai hoặc tên là thượng hạnh tức là con đường bậc thánh nhân tu hành ba hoặc tên là vượt khỏi vượt khỏi biển khổ do đó biển khổ mênh mông hồi đầu là bờ bốn hoặc tên là có phương tiện có phương tiện pháp môn tu hành năm hoặc tên là bình đẳng nhãn bình đẳng nhìn chúng sinh sáu hoặc tên là ly biên địa khởi có không hai bên tức là trung đạo bảy hoặc tên là liễu ngộ tu đạo này sẽ thấu suốt khai ngộ tám hoặc tên là nhiếp lấy nhiếp lấy chúng sinh đến cõi thường tịch quang chín hoặc tên là tối thắng nhãn là pháp nhãn thủ thắng nhất mười hoặc tên là quán phương các quán sát bốn phương bốn phương tức là bốn thánh đế hay quán bốn đế tức là đạo đế các phật tử ở thế giới mật vấn, nói về bốn thánh đế có như vậy cả thầy, bốn trăm ước mười ngàn danh từ, tùy tâm chúng sinh, đều khiến cho họ được điều phục. Bồ Tát vần Thủ Dư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị có biết danh từ của bốn thánh đế có bao nhiêu trăng, ở thế giới mật huấn nói về bốn thánh đế giống như danh từ đã nói ở trên có cả thảy là bốn trăm ước mười ngàn danh từ tuy nhiên danh từ khác nhau nhưng nghĩa lý đều giống nhau tùy thuận theo tâm niệm của chúng sinh mà khiến cho họ được điều phục các phật tử thế giới tà bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ ở thế giới tối thắng hoặc tên là khủng bố hoặc tên là phân đoạn hoặc tên là đáng chán ghét, hoặc tên là phải thừa sự, hoặc tên là biến dị, hoặc tên là chiêu dẫn oán, hoặc tên là hay khi đoạt, hoặc tên là khó cộng sự, hoặc tên là vọng phân biệt, hoặc tên là có thế lực. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật trong thế giới ta bà nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới tối tháng đó cũng có đủ thứ danh từ khác nhau nói tốc lược thì có mười thứ tên